Tài khoản Techcombank, xin lời tự động mỗi ngày, kích hoạt ngay. Phiên đấu giá đầu tiên bắt đầu. Công diễn năm sẽ có hai đội hình nhà mới, hai thủ lĩnh sẽ tiến hành chiêu mộ thêm các anh tài để đủ số lượng thành viên bắt buộc. Ở bên nào anh cũng thấy anh có thể làm được. Đến với chương trình này, thuận nước đẩy thuyền thôi. Khách tới. Mời anh Hoàng Hiệp ạ. Bằng Kiều. SC. Thanh Duy. Ủa? Nước đi nè, tôi không tính tới. Cho Cường xin mời Bùi Công Nam. Nhà trẻ xin mời Bùi Công Nam ạ. Đó. Sao ghét mấy cái kiểu cảm giác này quá ta. Chọn con tim hay là nghe lý trí. Bây giờ lại theo tùy theo duyên số nữa hả trời. Sáng nay em nói với anh là em thích cái vai nào. Em đừng tin Quốc Thiên nhá. Cả hai nhà đều rất mong muốn được nhận lời đồng ý. Liệu cánh cửa này có được mở ra hay không? Nhà trẻ xin mời anh tài Tăng Phúc. Xin mời Tăng Phúc ạ. Không, em không đi. Câu trả lời là không ạ, chiêu mộ thất bại. Anh ơi, mình mất hết tất cả rồi. Trong lần bỏ phiếu của 24 anh tài thì đã có hai anh tài có số phiếu bằng nhau. Wow. Wow. Hãy cùng chào đón sự quay trở lại của anh tài. Hãy bình chọn cho 33 anh tài tại 7 hạng mục giải thưởng phụ tại trang web YVote, cổng bình chọn chính thức của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên hệ thống YouTube Gia Oanh, thứ 7 hàng tuần.